đổ nước tương vào gạo, sau đó nấu lên, ngay lập tức trở thành một món ăn triệu like. Thôi nghe là thấy ghê. Không nghe thì phải thử. Thôi tôi sợ em không thử đâu. Tao là một mình. Thôi bà đi mình đi, tôi ngồi tôi ăn bánh à. Nó đổ nước vào thêm giấm cho nó cơm á. Mùa đẹp nữa nè. Ủa gì vậy? Mời đẹp. Ngon mọi người. Hết sạch đĩa luôn. Mà nồi cơm còn nguyên nè bà già.